Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, chúng ta lại gặp nhau vào mỗi buổi tối tại kênh YouTube Safari Investment và tôi là Quân Đông sẽ đồng hành cùng với anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay. Thị trường chung đã có một phiên tăng điểm tốt phủ định lại phiên giảm của phiên giao dịch ngày hôm qua và vận động của dòng tiền đã có sự thay đổi rất nhiều so với lại cái phiên trước đó. Thay vì là sự tập trung phân hóa vào nhóm ngành ngân hàng thì dòng tiền ở phiên giao dịch ngày hôm nay đã có sự lan tỏa và luân chuyển sang các mã cổ phiếu thuộc nhóm midcap và điểm đến đầu tiên của dòng tiền đó chính là nhóm ngành thép. Nhóm ngành thép ngày hôm nay tăng điểm mạnh nhất thị trường chung và cũng là nhóm có thanh khoản đột biến nhất so với lại thị trường chung của chúng ta. Nam Kim đóng cửa ở mức giá trần. Hoa sen đóng cửa ở mức giá kế trần. Thì với những vận động phiêu dịch ngày hôm nay thì đông tin chắc rất nhiều quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta đã lên ý định là sẽ mua các mã cổ phiếu mid cáp trong phiên giao dịch ngày mai và đặc biệt sẽ tập trung vào các mặt cổ phiếu trong nhóm chứng khoán, trong nhóm bất động sản bởi vì hai nhóm này cũng có vận động gần gần giống như cái nhóm thép. À, và đông thấy à, anh chị hỏi đông rất là nhiều cho nên đông cũng lấy cái này làm chủ đề để có thể chia sẻ cho cả nhà của chúng ta trong video buổi tối ngày hôm nay ha và cũng rất là mong cả nhà có thể dành thời gian quý báu của mình để xem hết video buổi tối ngày hôm nay để tránh cho những cái hành động fomo và mua đuổi đặc biệt là mua vào các cái vùng giá xanh trong các phiên về sắp tới và nếu như anh chị thấy video hay cũng như là hữu ích thì anh chị cũng có thể ủng hộ cho đông bằng cách là nhấp vào cái nút like ở phía bên dưới cái video này anh chị ha và nếu như đây là lần đầu tiên mà quý anh chị biết tới Safari Investment và để cho chúng ta có cơ hội được kết nối với nhau tốt hơn trong thời gian sắp tới thì anh chị cũng có thể nhấp vào cái nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía bên dưới cái video này để sắp tới ra những cái video mới à, Safari sẽ gửi thông báo để cho anh chị sớm nhất và cuối cùng là Safari có một cái nhóm Zalo cộng đồng hỗ trợ và chia sẻ cái góc nhìn À, anh chị nào chúng ta có quan tâm thì có thể lấy điện thoại quét mã QR ở phía góc bên trái màn hình ha. Và đông có để hai cái đường link tham gia nhóm Zalo gia ở dưới phần mô tả và dưới phần bình luận thì anh chị nào chúng ta quan tâm thì có thể nhấp vào đường link đó để có thể tham gia nhóm ha. Và đông rất mong có thể gặp được anh chị sớm nhất ở trong nhóm để chúng ta có cơ hội hợp tác và đầu tư trong cái giai đoạn sắp tới trên màn hình của anh chị lúc này đó chính là cái kịch bản mà đông cũng đã vẽ cho cả nhà của chúng ta ở cái video đông làm về hôm chủ nhật để view về kịch bản ở trong tuần này chúng ta có hai cái yếu tố để đánh giá đó chính là yếu tố lan tỏa dòng tiền và yếu tố không lan tỏa dòng tiền thì với kịch bản không lan tỏa dòng tiền thì khả năng rất cao là thị trường phải cần những cái nhịp điều chỉnh để các mã cổ phiếu đồng bộ về một cái vùng giá hấp dẫn sau đó mới có những cái lực cầu mới anh chị ha và à, cái kịch bản không lan tỏa dòng tiền đó rất may mắn cho thị trường chung của chúng ta là phiên dịch ngày hôm nay nó đã không xảy ra. Bởi vì ngày hôm nay lan tỏa dòng tiền đã bắt đầu xuất hiện dần và dòng tiền xu hướng là luân chuyển sang các mặt cổ phiếu thuộc nhóm mid cáp Cho nên là cái view của chúng ta sẽ tiếp tục giữ. Đó chính là thì chỉ số chung của chúng ta sẽ vận động đi ngang cái vùng giá là 1 145 điểm cho tới vùng giá là 1.160 điểm anh chị ha. Hôm trước cái này thì Đông cũng đã có vẽ cho anh chị rồi thì thị trường nó sẽ đi ngang trong một cái vùng hợp này. À, cũng có nhiều anh chị phiên chiều ngày hôm nay sau khi thấy thị trường tăng tốt cũng nhắn tin hỏi Đông là như vậy thì khả năng thị trường nó có vượt đỉnh và nó sẽ tăng mạnh nữa không em. Đối với lại quan điểm cá nhân của Đông thì thị trường chung của chúng ta sẽ rất khó cho quá trình là vượt đỉnh và tăng mạnh được nữa. Là bởi vì anh chị thấy cái đà tăng này của thị trường chung của chúng ta nó được dẫn dắt bởi nhóm ngành nào cả nhà? nó được dẫn dắt bởi chủ yếu là nhóm ngành ngân hàng và hiện tại thì nhóm ngành ngân hàng á, nó đang đi vào một cái nhịp là rung lắc để tái tích lũy trở lại đông sẽ mở ngành ngân hàng để cho anh chị xem qua sơ ha như tiên phong băng anh chị thấy nè đây là mã cổ phiếu ngân hàng à, hiếm hoi tăng tốt trong ngày hôm nay tăng mạnh nhất ngành nên thấy là rõ ràng cổ phiếu này nó cũng chỉ đang vận động đi ngang tái tích lũy trở lại thôi và cái form của tiên phong băng thì nó đang đi tái tích lũy tái tích lũy và tăng lên dần MSB anh chị thấy nè, nó cũng chưa có những cái mức tăng quá nhiều nó vẫn đang tái tích lũy trở lại sau cái phiên giảm điểm mạnh ngày hôm qua hay là VIP anh chị thấy là phiên ngày hôm qua à, tạo một cái tạo một cái nến búa khá là xấu phiên hôm nay cũng tăng lên nhẹ nhưng mà khối lượng thanh khoản thì ngày hôm nay không đạt cho lắm nói chung là cơ bản nhìn về nhóm ngành ngân hàng chúng ta xem chạc thì thấy là đang tách tích lũy trở lại thôi chưa phải là một cái nhịp bứt phá gì cả anh chị ha ngay kể cả những mã cổ phiếu mạnh nhất ngành như là BIDV nhìn thấy nào cũng đang tái tích lũy trở lại À, hay là mà cổ phiếu anh chị thường nhắc đi em đi băng ha đó chưa có những cái nhịp break anh chị ha với phiên ngày hôm qua thì áp lực cung vùng này nhiều lắm nên khả năng cổ phiếu nó phải đi tái tích lũy trở lại tức là cái nhóm ngành ngân hàng á bây giờ chúng ta thấy là nó đang đi tái tích lũy trở lại cho nên để mà có đủ dòng tiền lớn và để cho thị trường chúng ta vượt cái vùng giá này á trong giai đoạn tuần này đông đánh giá sẽ khá là khó và với những cái dữ liệu hiện tại thì đông chưa đủ cơ sở để có thể đưa ra cái góc nhìn là thị trường có vượt đỉnh vùng này được hay không nhưng cái mà Đông có thể chốt cho anh chị rằng á, Tức là thị trường chúng ta sẽ không có những cái nhịp rung lắc và giảm thủng cái vùng giá 1145 Tức là nó vẫn đang đi sai quay trong cái vùng hợp này thôi Vì câu hỏi đặt ra là nếu mà đi sai quay trong cái vùng hợp này Thì thị trường sẽ làm gì, sẽ vận động như thế nào Theo cái yếu tố của dòng tiền và ngày hôm nay thì Đông đã cập nhật dòng tiền rất là chi tiết ở các cái nhóm ngành vận động như thế nào. Ngay cả cả ở nhóm cộng đồng ngày hôm nay Đông cũng cập nhật khá là chi tiết và cũng đã có trao đổi và à, nói qua với là các anh chị khách hàng là thông cảm bởi vì có những cái giai đoạn mà thị trường chung khó quá à, thì mình cũng phải cố gắng là làm sao để có thể hỗ trợ được nhiều nhất anh chị có thể ha nên là đông cũng sẽ mở à, cái nhóm của mình ngày hôm nay lên để cho anh chị đánh giá thứ nhất á, là phiên sáng ngày hôm nay á, khi vào á, là vào lúc khoảng tầm 9h48 thì đông có chia sẻ lên là update kịch bản đầu phiên là đang điều chỉnh một cái nhịp hai nhưng mà cap đang khỏe và đang tích cực nên là cả nhà cứ theo dõi và chờ tiếp vì sao mà đông lại nhắn là phải nên chờ và theo dõi tiếp bởi vì là ở phiên ngày hôm qua thì đông cũng đã có chia sẻ cái quan điểm của mình là ngân hàng đã bắt đầu xuất hiện một nhịp điều chỉnh đầu tiên rồi ha này để đông mở cái đoạn này cho anh chị xem đây có nghĩa là ngân hàng á, thì đã bắt đầu xuất hiện một nhịp rung lắc đầu tiên rồi cho nên là nếu như mà phiên ngày hôm nay mà dòng tiền không luân chuyển và không lan tỏa và không đẩy được một cái nhóm ngành nào nó tăng mạnh lên á thì buộc là phiên ngày hôm nay mình cũng phải hạ tỷ trọng dần để mình bảo vệ danh mục. cho nên là ngày hôm nay đông theo sát khá là nhiều ha. thì vào lúc khoảng tầm là 9 giờ 50 phút sáng nè, này đông có lấy cái hình này cho nó rõ đây. 9 giờ 59 phút sáng nè, thì đông đánh giá nè, vậy thấy là nhóm bán lẻ nè, bất động sản hay dầu khí nè, hay hầu hết các nhóm mid cap khác á, thì dòng tiền đang có xu hướng là cao hơn. À, cao hơn và đang khỏe hơn. Còn nhóm ngân hàng anh chị thấy là khi bắt đầu vào phiên cho tới khi mà ngân hàng nó có cái vùng giá tốt luôn thì dòng tiền cũng không tích cực nữa. Tức là nó không có phản ứng giống như các cái phiên trước đó anh chị thấy nè. Thị trường chúng ta có những cái phiên giao dịch ngày 12 tháng 1, anh chị nhớ là hôm đó ngân hàng nó cũng chỉnh đầu phiên nhưng mà sau đó ngân hàng cũng là một nhóm duy nhất được hồi thôi. Các nhóm khác thì vẫn tiếp tục lanh quanh cái vùng giá đỏ hoặc thậm chí là cuối phiên nó còn đỏ hơn lúc giá buổi sáng nữa anh chị ha nên là cái vận động phiên ngày hôm nay nó khác hơn so với lại phiên ngày 12 tháng 1 nên đó chính là cái vận động tích cực anh chị ha cho chúng ta thấy được rằng là dòng tiền bắt đầu có xuống là lan tỏa và luân chuyển sang các nhóm ngành à, thì vào lúc khoảng tầm là 10 giờ 32 phút sáng thì bắt đầu đông đánh giá là nhóm ngành thép có khả năng là sẽ kỳ vọng là sẽ là một cái nhóm ngành lead nè đó cho tới là khoảng tầm lúc qua 11 giờ á thì đông đánh giá là hầu hết những cái nhóm ngành á, mà nó tác động tâm lý mạnh của nhà đầu tư á, là chúng ta sẽ có bốn nhóm đúng không cả nhà nhóm đầu tiên là nhóm chứng khoán nhóm thứ hai là nhóm bất động sản và nhóm thứ ba là nhóm thép và nhóm thứ tư là nhóm đầu tư công à, thì ba thì bốn nhóm này là bắt đầu là đã xanh hết rồi và thanh khoản đã có sự trỗi dậy khá là tốt nè à, có gì cả là tốt ha à, cho nên là lúc khoảng tầm là một giờ mười thì đông có đánh giá là tiêm quan sát theo dõi và hiện tại dòng tiền à, trước tiên khi kết thúc À, phiên sáng và đầu giờ phiên chiều có áp lực rung lắc mạnh đến từ cái lượng hàng về à, và nhóm thép và nhóm xây dựng nào vẫn đang thu hút dòng tiền tốt nè với động sản và chứng khoán vẫn còn gặp áp lực cung nhưng nếu hôm nay một nhóm dẫn dắt và vượt được 4% phần trăm thì à, định hướng và dòng tiền nó sẽ rõ nét hơn ha à, và sau đó thì có cái nhóm ngành à, thép thì anh chị thấy là rõ ràng nó có những cái sức bật khá là tốt nè so với lại cái cái nhóm ngành khác à, như là năm kim hoa sen nè À, và cái nhịp phái sinh thì đông cũng có view trong ngày hôm nay luôn thì với cái nhịp mà khi mà khoảng tầm 13 giờ 51 nè tức là trước 2 giờ thì đông view là khả năng tiếp tục có một nhịp nhúng của phái sinh lẫn cơ sở nè à, trước 2 giờ nên là cả nhà mình cứ chuẩn bị sẵn cái tinh thần trước cái đã tại vì rất là lo cái nhịp này mà nó nhúng á, là cỡ gì anh chị cũng có là hoảng loạn và sẽ bán hàng ra ha sau đó thì bắt đầu thị trường có một cái nhịp nhúng nè nhúng như cái sự kỳ vọng của mình nè và cuối phiên này có một cái nhịp bật lên à, tốt như thế nào thì cả nhà chúng ta cũng đã nắm rồi anh chị ha nên là tổng quan chung thì Đông thấy là cái yếu tố lan tỏa dòng tiền nó đã bắt đầu xuất hiện trong phiên giao dịch ngày hôm nay rồi. Cho nên cái kịch bản mà chúng ta chốt với nhau trước đã là 1145 và 1160 anh chị ha. Thanh khoản ngày hôm nay thấp cũng là cái vấn đề để mà chúng ta quan tâm. Nhưng mà Đông sẽ trao đổi về câu chuyện thanh khoản để cho anh chị có một góc nhìn khách quan. Thứ nhất, nếu như cả nhà có xem cái video hôm Đông làm á, cái video khoảng tầm hôm chủ nhật á họp quốc hội cộng đấu hạn phái sinh á hành động như thế nào á thì ở cái video đó đông nói rất là rõ về hai cái vấn đề là có đáo hạn phái sinh và đang trong một cái kỳ họp quốc hội à, và cái thứ ba đó chính là cái gì cái nhóm ngành ngân hàng ở cả nhà không còn là cái động lực tăng giá chính nữa và ngân hàng bắt buộc phải đi vào một cái pha tái tích lũy trở lại nên rõ ràng để mà yêu cầu ngân hàng có một cái thanh khoản lớn giống như trong cái giai đoạn trước đây thì rất là khó tức là chúng ta có ba vấn đề tác động tới tâm lý của nhà đầu tư và khả năng thanh khoản trong tuần này thấp là một điều chúng ta sẽ chấp nhận theo một góc độ là hiển nhiên anh chị ha chứ không phải là nó bất thường tự nhiên nó thấp ví dụ như thị trường đang bình thường không có thông tin gì hết cũng không phải là đáo hạn phái sinh À, mà tự nhiên bị sụt giảm thanh khoản một cách bất ngờ ấy, thì chúng ta mới đi phân tích những cái sự bất thường đó. Còn trong bán giá thì với những cái vận động trong tuần này thì thanh khoản thấp đó là một điều rất là bình thường. Cho nên là chúng ta sẽ không đi phân tích thanh khoản của thị trường chung mà chúng ta sẽ đi phân tích thanh khoản của từng ngành, từng nghề thì cái đó nó mới giúp cho chúng ta định hướng được cái yếu tố dòng tiền một cách nó chuẩn nhất anh chị ha chứ còn nhìn vào thanh khoản thì ai cũng thấy là phiên ngày hôm nay kéo lên phục hồi nhưng mà thanh khoản thì không à, thanh khoản thì không vượt được trong giai đoạn tuần trước đánh giá nó xấu thì đông nghĩ là chưa khách quan anh chị ha rồi nói ra như vậy để cho cả nhà hiểu quan điểm của đông rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tư đánh, đánh giá sơ qua cái thanh khoản của từng ngành để xem coi chuyển biến nó như thế nào ha đây đông mở cho anh chị xem thì anh chị thấy là ngày hôm nay nè có nhóm bán lẻ là thanh khoản bắt đầu nó có sự nổi bật hơn khá là nhiều nè so với lại hầu hết các cái giai đoạn trước đó luôn cái này là đông dùng một tháng tức là cái ngày mà trong cái chặt ngày đầu tiên là 18 tháng 12 à 18 tháng 12 bây giờ là ngày 16 tháng 1 nè anh chị ha thì gần như là nhóm ngành bán lẻ là ngày hôm nay có thanh khoản khá là tốt nè bán lẻ đi mình chắc sơ qua sơ cái à, mà lúc đưa ngày hôm nay tăng khá là khỏe anh chị ha đóng cửa gần như cao nhất trong phiên nè DG cũng tương ứng như vậy nè BET thì cũng tăng 4% nè Đa số mấy ông này tăng khá tốt Masan ngày mai cũng tăng khá là nhiều Masan thì thật ra trong đây nó không để vào nhóm bán lẻ anh chị Nó để vào cái cái nhóm mà tiêu dùng anh chị ha Nó để vào cái nhóm đây Cái nhóm là hàng cá nhân và gia dụng ha Nên là đồng đánh giá thì riêng cái nhóm bán lẻ là có MWG nè BET nè và DG thì thanh khoản này có sự à, tăng trưởng khá là tốt anh chị ha nhóm ngân hàng thì hay rõ, 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 rõ nét không ạ à? nhóm ngân hàng rõ ràng đây là cái nguyên nhân sụt giảm thanh khoản nè anh chị chứ không phải là những cái nhóm này là chủ đạo anh chị thấy nè trước đó nhóm ngành ngân hàng giao dịch thanh khoản to không cả nhà rất là to ngày hôm nay thanh khoản nó chỉ còn có bao nhiêu còn có 1 phần hai thôi còn có 1 phần hai thôi anh chị ha thì có đây chúng ta thấy là cái sự sụt giảm thanh khoản khá là nhiều nè tiếp theo là nhóm dịch vụ tài chính thì đông bánh giá thanh khoản vẫn chưa thể nào tiếp tục quá tốt được à, nó vẫn thấp hơn so với là tuần trước nhưng mà đang đánh giá thì thấp hơn khoảng tầm 20 phần hai phần trăm mà ngày hôm nay thì thanh khoản cũng chưa nổi bật nè do là nhóm sắt thép ngày mai chiếm toàn bộ cái đà tăng thì thấy nhóm sắt thép nè tài nguyên cơ bản là anh chị ha hãy mở như thế này chị thấy nè top ngành ảnh hưởng nè họ phát ảnh hưởng nhiều nhất nè sau đó tới uh, hoa sen nè xong rồi là tới nam kim nè đó cho nên là chị thấy là ngày hôm nay là dòng tiền có vào bán lẻ là mạnh hơn nè có vào tài nguyên cơ bản là mạnh hơn nè còn hầu như các cái nhóm khác thì dòng tiền chưa kịp lan tỏa vào và cái nhịp kéo cuối cùng của nam kim lên cái vùng giá trần á, cũng là vào cái thời điểm là gần ATC à, cho nên là không phải là nó lan tỏa quá sớm cho nên mình không phải nào đòi hỏi là à, chứng khoán nó phải thanh khoản cao hay bất động sản phải thanh khoản cao được bởi vì là nhà đầu tư trong cái giai đoạn cuối giờ á, là tâm lý của nhà đầu tư thận trọng nhiều hơn anh chị ha nên là đóng đánh giá chung về mặt thanh khoản của các ngành thì anh chị thấy nè nhóm ngành ngân hàng là cái yếu tố đầu tiên nó tác động vào thanh khoản thì trường chung của chúng ta thấp yếu tố thứ hai là cái gì là nhóm ngành tài nguyên cơ bản mặc dù là nhóm ngành dẫn dắt nhưng mà bật tăng mà lên tăng trần mà tăng 4 5 phần trăm nó vào cái thời điểm à, là sau 2 giờ 15 tức là khoảng khung thời gian rất là ngắn để mà cho nhà đầu tư ra quyết định là có nên FOMO có nên mua mạnh vào hay không nên là đông đánh giá vẫn chưa thể nào tạo ra cái sự lan tỏa quyết liệt được anh chị ha nên là các cái nhóm như là à, dịch vụ tài chính nè bất động sản nè hàng dịch vụ công nghiệp nè hay là hóa chất hay là dầu khí nè hay là nhóm đầu tư công này thì vẫn chưa thực sự thấy là những cái sự yếu tố dòng tiền chuyển biến khá là rõ nét ha nhưng mà ngày hôm nay đã có sự lan tỏa qua nhóm tài nguyên cơ bản là nhóm sắt thép nè và nhóm bán lẻ nè là đang khá là khỏe thì đó là cái vận động chung của dòng tiền và để mà kết luận lại thì đông thấy là yếu tố dòng tiền lan tỏa ngày hôm nay là đang khá là đẹp đạt rồi anh chị ha cái quan trọng nhất của đông là ngày hôm nay phải có một nhóm tăng trên bốn năm và nó phải đồng bộ như thế thì ngày hôm nay chúng ta lại có hoa sen nè hoa sen nè hoa sen năm sáu chúng ta có nam kim tăng sáu bảy hay là hòa phát anh chị thấy ngày hôm nay tăng hai năm mươi tám phần nhóm thép thì ngoài ra thì có vgs nè mã cổ phiếu vốn à, hóa nhỏ nào cũng tăng sáu à, phần nè à, BOM nè bomina nè cũng tăng năm sáu chín nè hay là tlh cũng tăng ba hai tức là đồng bộ của nhóm thép ngày hôm nay là đang tăng khá là tốt và có một mã cổ phiếu tăng trần và một mã cổ phiếu kế trần và thanh khoản này đang đột biến hơn khá là nhiều nên đánh giá đây là một cái hiện tượng tốt về dòng tiền ha và thật sự nó có lan tỏa thì nó, thì nó mới đóng cửa cao được như thế này anh chị chứ còn mà nếu như mà dòng tiền vào mà để kích lên cho một cái nhịp cuối cùng thì không thể nào mà giúp cho cổ phiếu đóng trần mà tăng quyết liệt như vậy được nên đây là cái yếu tố mà chúng ta có thể loại trừ về cái rủi ro là dòng tiền bây giờ không còn điểm để vào nữa bây giờ bơm vào những cái ngành nào mà nó chưa tăng giá À, thì chúng ta sẽ không có lấy cái yếu tố đó mà đông đánh giá đây là cái sự chuyển dịch của dòng tiền khá là rõ nét và đang có sự định hướng về dòng tiền ha nên đông vẫn giữ view với anh chị rằng là cái kịch bản mà 1145 và của chúng ta đang khá là chắc chắn và nếu như quý anh chị nào mà chúng ta có theo dõi video của Safari trong cái hôm thứ bảy tuần trước thì Safari có làm một cái video là đại sống thép năm 1924 thì cũng có chia sẻ về HPG, HSG và Nam Kim có những kịch bản cho anh chị đầu tư trung hạn, có những kịch bản chúng ta có thể đầu cơ lướt sóng ngắn hạn, à, thì tí đồng cũng sẽ cập nhật về những cái điểm, à, điểm bán cho những cái mã cổ phiếu này để mà anh chị nào mà chúng ta có tham gia mua rồi á, thì anh chị biết cái điểm mà để chúng ta cơ cấu chúng ta bán lướt sóng anh chị ha. Quay trở lại với lại chủ đề à, thị trường chung của chúng ta, thì bây giờ chúng ta đã có yếu tố lan tỏi dòng tiền rồi và các cái nhóm ngành đông đánh giá thanh khoản qua cho anh chị á, thì trước đó thì mình lại kỳ vọng là nhóm chứng khoán đó lại là cái nhóm dẫn dắt đầu tiên. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì cái sự dẫn dắt đó thì nó lại có sự thay đổi cả nhà à, Nó lại có sự thay đổi và anh chị đang thấy là cái nhóm thép Đang là cái động lực tăng giá đầu tiên cho thị trường của chúng ta Và cái nhóm theo sau đó khả năng nó sẽ là cái nhóm chứng khoán Nhóm chứng khoán anh chị ha Còn cái nhóm bán lẻ thì hiện tại là nó vẫn đang là là cao hơn so với lại cái nhóm cảng biển nè Thì đông đánh giá là khả năng là bán lẻ Cảng biển rồi bắt đầu mới tới phân bón anh chị ha Đó Rồi Tại vì khi mà chúng ta nhìn vào thanh khoản ngày hôm nay á, thì mặc dù nếu mà chúng ta đặt lên bàn cân về chứng khoán hay bất động sản hay là xây dựng à, hay là nhóm đầu tư công á, hay là nhóm tài nguyên cơ bản thì rõ ràng là nhóm thế là mạnh nhất rồi. Tiếp theo anh chị thấy là bắt đầu có sự trỗi dậy của thanh khoản đến từ cái nhóm dịch vụ tài chính lớn hơn một chút so với là nhóm bất động sản. À, và nếu mà theo về cái mặt vận động giá trên sàn về mặt kỹ thuật á, thì đông vẫn đánh giá rất cao cái nhóm chứng khoán hơn là cái nhóm bất động sản bởi vì hầu hết các mặt cổ phiếu chứng khoán mà đông xem qua về chạm một giờ đông mở cho anh chị xem nè đây đây ha mình sẽ xem chạm một giờ anh thấy nè thì hầu như các mặt cổ phiếu này ở chạm một giờ thì nó đã chinh phục được ba cái đường kháng cự là lớn cho nên là cái vùng cản ở trên đây á, thì thì nó sẽ dễ chinh phục hơn so với là các mặt cổ phiếu bất động sản anh chị nhìn vào thì đông thấy nó đang gặp một cái vấn đề ví dụ như dg anh chị thấy nè dg anh chị thấy là à, cổ phiếu ngày hôm nay cũng có rác nhưng mà nó đang gặp một cái vùng kháng cự mạnh là cái đường mà A50 đây À, hay là cái mặt cổ phiếu như là năm từ liêm này đó nó cũng đang gặp một cái vùng kháng cự đây mà đây là vùng kháng cự khá là dày anh chị kháng cự khá là dày ha nên là quan niệm của đông thì khả năng là cái nhóm chứng khoán nó sẽ dễ bật tăng hơn trong cái ngắn hạn đối với lại nhóm bất động sản nhưng mà cái vấn đề ở đây thì đông tin rằng á, với nhiều anh chị cũng hỏi và nhắn tin cho đông là bây giờ chúng ta có nên mua cái mặt cổ phiếu trong nhóm chứng khoán hay không hay là có nên mua gia tăng nhóm bất động sản hay không thì đối với lại quan điểm cá nhân của Đông á thì cái lời khuyên của Đông dành cho anh chị á là để mà chúng ta ra quyết định mua mới vào cái thời điểm hiện tại á, thì chúng ta không phải là tập trung vào cái nhóm chứng khoán bởi vì cái nhóm chứng khoán ngày hôm nay chưa thực sự có dòng tiền vào rõ ràng nên để mà chúng ta đánh giá về cung cầu quần đảo cho ngày hôm nay Đông đánh giá nó chưa đủ khách quan với một cái nhịp tăng cuối phiên lên ngày hôm nay cũng chưa đủ nói lên điều gì cả bởi vì hầu như anh chị thấy nè cái mặt cổ phiếu này á thì nó đều kéo trong nhịp ATC hết anh chị và thường cái nhịp kéo ATC nó rất dễ trả điểm trở lại à, kéo ATC rất là dễ trả điểm như là FTS anh chị nhìn nè, trước ATC là 43.65 và ATC tăng lên mức giá hiện tại là 44 nè, thì hầu như là kéo vào ATC khá là nhiều. Cho nên là đông cần yếu tố lan tỏa dòng tiền ngày mai để đánh giá thực chất cái nhóm chứng khoán. Còn cái mà chúng ta nên quan tâm để mà anh chị có nên mua gia tăng cái mặt cổ phiếu cho nhóm midcap để mà anh chị có thể là tự tin nắm dài thêm một chút nữa hay không á thì chúng ta phải cần nhìn vào các cái mặt cổ phiếu trong cái nhóm thép bởi vì lần trước á, Đông có chia sẻ với anh chị như sau nè. Cái lần à, lúc mà thị trường của chúng ta có một cái nhịp giảm ngày 23 tháng 11 đúng không ạ? À? Sau đó là ngày 24 tháng 11 á thì Đông có làm cái video chia sẻ cho anh chị á thì đặc biệt ở cái thời điểm này á là cái nhóm thép, đặc biệt là Nam Kim, Hoa Sen là có những cái yếu tố vận động khỏe hơn so với lại thị trường chung của chúng ta. Thì Đông sẽ mở cái đề nó cho anh chị xem ha. Đây nè cái ngày 23 tháng 11 là thị trường của chúng ta giảm mạnh, hoa sen, nam kim cũng giảm luôn. nhưng mà sau đó anh chị thấy á, là thị trường chung của chúng ta á, chưa có một cái nhịp nào bật lại quá rõ nét và đặc biệt á, là vào cái phiên ngày 24 tháng 11 thì thị trường chỉ mới rút chân nhẹ thôi. nhưng mà hầu hết các mặt cổ phiếu trong nhóm thép á, thì đông thấy là cái gì? là có một cái nhịp rút chân khá là mạnh. như là nam kim rút được 50% cây thân nến nè, hoa, con hoa sen thì không có rút mạnh bằng. nhưng mà sau đó thì với cái phiên test cung hàng về á thì nam kim vẫn tiếp tục tăng hoa sen vẫn tiếp tục giữ được giá cho thấy rằng là dòng tiền đã bắt đầu tham gia vào cái nhóm ngành thép rồi nhưng mà thị trường chung của chúng ta thì anh chị thấy là à, cũng phải còn tạo đáy thêm một vài phiên nữa bắt đầu mới có một cái nhịp rác lên nhưng mà nhóm thép thì như là nam kim này thì nó tới cái phiên 30 tháng 11 á, là nó đã cao hơn cái vùng đỉnh ngày 21 tháng 11 rồi anh chị ha nên rõ ràng đây là cái nhóm nó vận động trước với lại thị trường và trong phiên ngày hôm nay nhóm này nó cũng vận động khỏe hơn so với thị trường chung của chúng ta khi nam kim đã quay trở về cái vùng đỉnh cũ ngày 25 tháng 12 à, Còn à, đối với lại thị trường chung của chúng ta thì chúng ta xét cái đỉnh gần nhất á, là 11 tháng 1 á, Thì ngày hôm nay thì chúng ta chưa quay về đỉnh Nhưng mà với vận động giá là đang à, phủ định cái phiên giảm điểm ngày hôm qua thì đang khá là tốt mà. Nhưng mà xét theo về cái mặt tăng giá chung á, thì Nam Kim vẫn đang nhỉnh hơn So với thị trường chúng ta Và đây là cái nhóm dẫn dắt Và cái đặc tính của một cái nhóm dẫn dắt đó chính là Thường á, trong một cái con sóng tăng của thị trường đó anh chị thì cái nhóm nào dẫn dắt tức là cái sự khởi đầu của nó từ đâu á thì nó sẽ kết thúc từ đó à, cho nên là trong cái sóng nhỏ này của nhóm miếng cáp thì nó lại được dẫn dắt bởi nhóm thép cho nên để mà chúng ta có nên ra quyết định là sắp tới chúng ta có nên mua gia tăng cái nhóm miếng cáp hay không á thì anh chị phải cần cái phiên test cung hàng về của cái nhóm thép sau đó thì chúng ta mới nên ra quyết định thì đông nghĩ là nó sẽ khách quan nhất tức là bây giờ chúng ta kỳ vọng á, là phiên hàng về của nam kim tức là phiên hôm thứ năm ở trong tuần này ở cả nhà à, mà năm Kim vẫn giữ được ít nhất là phải giữ được trên vùng giảm bán tầm là 24.5 đi giữ được trên 24.5 thì khả năng là cái sóng mid cap này nó vẫn sẽ còn dài và khả năng nó vẫn sẽ còn tăng tiếp tục nữa thì lúc đó anh chị có thể tự tin anh chị mua chứng khoán nè anh chị mua thêm bất động sản thì cái thời điểm đó chúng ta mua rất là ok bởi vì là dòng tiền nó đã xác nhận và cho một cái con sóng dài rồi thì khi mà cái nhóm thép á, mà nó xác nhận mà nó test cung thành công cái phiên T cộng hàng về á, Thì đông tin chắc là cái nhóm ngân hàng Nó cũng sẽ tái tích lũy thành công cái vùng này Thì lúc đó thị trường chung của chúng ta anh chị Nó mới có một cái nhịp tăng rác được cái vùng giá 1170 được Thì thị trường chúng ta sẽ tiến tới vùng là 1180 cho tới vùng 1190 anh chị ha Nên là bây giờ ngày hôm nay mới kéo có một nhóm ngành thôi thì cái điều mà đông có thể chốt được cho anh chị tức là chúng ta đã có lan tỏa dòng tiền rồi À cho nên là cái kịch bản mà à, nhiều anh chị chúng ta lo ngại là thị trường nó có gãy và nó có đổ đèo hay không em. Hay là anh chị lo lắng là bây giờ dòng tiền rút ra ở nhóm ngân hàng rồi thì khả năng là nó sẽ giảm đồng loạt hết và không có nhóm ngành nào đỡ được hết. Thì những cái lo lắng đó bây giờ chúng ta đã được xóa bỏ trong ngày hôm nay. À, và cái yếu tố lan tỏa dòng tiền luân chuyển dòng tiền mà cái mặt cổ phiếu cáp nó đã có. Nên cái kịch bản đông xác nhận với anh chị rằng là 1145 sẽ là cái mức thấp nhất À, và cái vùng cao nhất là thị trường chúng ta sẽ đạt được là 1160 vậy chúng ta nó cũng chỉ đi rung lắc trong cái vùng giá này thôi và rất khó trong những cái nhịp vượt đỉnh sắp tới có thể là phiên dịch ngày mai á, thì chúng chúng ta nó cũng sẽ khá là tốt khá là tốt có thể là nó sẽ có những cái nhịp à, tăng điểm lên đầu phiên nhưng mà đông đánh giá là trong giai đoạn này á, dòng tiền sẽ đi lung chuyển nhiều hơn tức là anh chị thấy á, hôm nay thép kéo rồi thì ngày mai để mà có lực cầu mua thép quanh cái vùng giá cao rất là khó cho nên là Đông chỉ kỳ vọng ngày mai nhóm thép tham chiếu hoặc là giảm nhẹ 1% hoặc là tăng nhẹ 1% thôi chứ khó thế nào mà tiếp tục tăng liên tiếp cho cái phiên thứ hai anh chị ha. Và chắc chắn là dòng tiền sẽ bắt đầu đi lan tỏa sang các nhóm ngành khác như là chứng khoán này hay là nhóm bất động sản. À, nhưng mà nếu mà anh chị lại mua vào ngay đúng cái phiên ngày mai á À, trong khi đó là chúng ta chưa biết được là cái nhịp test của thép như thế nào bởi vì đây là cái nhóm dẫn dắt mà cho nên nếu trường hợp anh chị mua phiên ngày mai có thể anh chị mua sớm cuối phiên kéo anh chị cũng có thể lời nhưng mà cái hàng về của anh chị nó lại rơi vào cái phiên hôm thứ sáu chứ nó đâu phải rơi vào phiên hôm thứ năm như nhóm ngành thép đâu thì trường hợp nếu mà phiên hôm thứ năm mà ngành thép nó lại bất ổn và cái nhịp kéo lên nó không bền vững thì, thì nó sẽ điều chỉnh chung cả nhóm ngành mít cáo và hầu như bây giờ ai đầu tư nhóm miếng cáp cũng đang nhìn về cái nhóm ngành thép hết nên nếu như thép giảm mà không tái tích lũy được ở vùng trên thì chắc chắn cái mặt cổ phiếu mít cáp như là chứng khoán bất động sản mà anh chị mua vào phiên ngày mai rất khó để cho anh chị có một cái điểm à, lợi nhuận trong cái phiên tây cộng ha cái đó với là quan điểm cá nhân của đông là mình nên chờ mình nên chờ cái phiên thứ năm của cái nhóm ngành thép nó ổn thỏa luôn và sau đó anh chị hành động anh chị mua gia tăng hay anh chị mua mới gì thì nó cũng phù hợp hơn anh chị ha À, đó là cái quan điểm cá nhân của đông còn tất nhiên là sẽ có một số anh chị của chúng ta chấp nhận một cái mức rủi ro cao để mà anh chị cược và đông tin chắc nếu mà anh chị cược đúng thì khoản lợi nhuận của anh chị cũng sẽ tương đối là ổn nhưng với quan điểm của đông là trong cái thời điểm hiện tại của thị trường chung của chúng ta với nhiều những cái diễn biến với nhiều những cái biến số nó cũng tương đối rủi ro về nền kinh tế khi mà những cái yếu tố của chúng ta lo ngại như là về chiến tranh biển đỏ và tỷ giá À, nó vẫn còn đang hiện hữu và câu chuyện à, Fed có giảm được mức lãi suất trong năm 2024 hay không thì đó vẫn còn rất là lung lay và đặc biệt cái chứng khoán Mỹ nó vẫn đang giao dịch quanh giai đoạn vùng đỉnh cho nên có thể là Việt Nam của chúng ta thì lại không tăng theo chứng khoán nước ngoài đâu anh chị nhưng mà có thể giảm là chắc chắn chứng khoán Mỹ nó sẽ tác động giảm chung toàn thị trường cho nên vẫn còn nhiều cái yếu tố để mà chúng ta quan ngại anh chị ha nên đó là quan điểm của Đông là bây giờ chúng ta đã giải tỏa được một cái áp lực á, là thị trường nó nó đã lan tỏa rồi nó không giảm sâu nhưng mà để là trong video ngày hôm nay mà đông khuyên anh chị á, là tự tin để mà anh chị mua bất chấp vào phiên ngày mai hay là ngày mai chỉnh là anh chị có thể mua thì đông nghĩ là nó còn quá vội anh chị ha tại vì á mình đợi chờ cả một cái giai đoạn để chờ lưng chuyển dòng tiền thì ngày hôm nay là mình mới chờ được một cái nhịp đầu tiên thôi mà luân chuyển dòng tiền ngày hôm nay nó không phải là nó kéo toàn ngành vào cả đầu phiên chiều thì anh chị ấy là thanh khoản ngày hôm nay thì nó sẽ rất tốt và nó đều đều lên hết á thì chúng ta có một cái nhịp xác nhận rồi thì chúng ta sẽ khá là thoải mái trong vấn đề là chúng ta ra quyết định có thể là chúng ta sẽ đánh đón đầu một số dòng nào trễ chúng ta sẽ mua vào phiên ngày mai nhưng mà phiên ngày hôm nay thì nó lại kéo vào cái thời điểm là hai giờ bốn khá là nhạy cảm cho nên là về yếu tố dòng tiền thì đông bánh giá là chúng ta chưa có một cái kết luận quá là rõ nét chỉ có nhóm ngành thép ngày hôm nay quá khỏe nè thì có thể là cái đà luân chuyển của nhóm ngành thép á, nó sẽ bắt đầu tiếp diễn trong phiên ngày mai nó sẽ lan tỏa qua nhóm chứng khoán là lan tỏa qua bất động sản lan tỏa tiếp qua nhóm đầu tư công và những cái nhóm như cảng biển và phân bón bữa giờ điều chỉnh tái tích lũy đẹp chưa chạy bắt đầu cũng sẽ hưởng ứng được dòng tiền nhưng đây chỉ là cơ hội à đây là cơ hội nè cho à, người nào cầm hàng thôi anh chị ha tức là anh chị nào mà chúng ta có hàng sẵn á anh chị đang cầm hàng á thì đông nghĩ là đây là cái thời điểm tốt mà để mà cho anh chị có thể là à, cân nhắc cơ cấu danh mục nếu mà anh chị có giá vốn cao hoặc là anh chị đang à, đã có mua quanh cái vùng giá thấp rồi thì đây là cái cơ hội rất là tốt để mà cho tài sản của anh chị tăng lên thôi chứ còn để mà chúng ta có thể là ra quyết định mua mới vào phiên ngày mai á, thì đông đánh giá là chưa hợp lý anh chị ha à, và điểm mà chúng ta sẽ mua và chúng ta sẽ chờ tức là cái nhóm ngành thép tức là cái khởi đầu của nhóm ngành thép mà anh chị nó phải tết cung thành công trong cái phiên thứ năm và kèm với một cái điều kiện thứ hai, đông sẽ ghi hai cái điều kiện ra, à, hai điều kiện Mua mới ha, hoặc là gia tăng đi. Điều kiện một của chúng ta là thép, nam kim nè, hoa sen nè, hpg nè, tết cung, phiên thứ năm thành công ha, thành công ở đây là đông chỉ có yêu cầu á là Nam Kim, Hoa Sen và Hòa Phát à, là quay trở về và test nhẹ tức là không có giảm quá 3% anh chị ha có thể là rung lắc giảm 1-2% là điều bình thường bởi vì là cổ cổ phiếu càng tăng thì chẳng là áp lực chốt lời thôi nhưng mà không có được giảm quá nhiều đặc biệt là không quay trở lại cái vùng giá khởi đầu tăng trong cái phiên ngày hôm nay tức là đông nói ví dụ như trường hợp á À, chúng ta sẽ thấy là hòa phát thì tăng ít hơn mà đúng không cả nhà hòa phát tăng ít hơn mà cho nên nếu mà hòa phát giảm hai phần trăm là hòa phát về luôn cả cái vùng giá mua ngày hôm nay rồi thì thì nó lại xấu à, cho nên là quan điểm của đông ví dụ trường hợp của hòa phát đi thì nó chỉ có thể giảm đẹp tết cung đẹp là giảm vùng giá nó tầm là 27.5 thôi dù như một hai ngày tới là anh chị nó vận động nó xoay quay quanh cái vùng giá này đi coi như là ổn ha nó tạo được cái vùng họp đẹp tương tương đối là ổn đó hay là năm kim nè năm kim thì giảm về đâu năm kim ngày hôm nay chạm đỉnh rồi rung lắc thì có thể là giảm nguồn giá khoảng tầm là 24.5 tới quanh vùng giá này nè rung lắc rung lắc giảm về đây là ok không vấn đề gì cả ha còn nếu mà giảm qua cái mức này chắc chắn là có vấn đề ha còn ngày hôm nay thì hoa sen à, cuối phiên đông thấy cũng khá nỗ lực á cũng muốn là đóng trần á nhưng mà anh chị thấy là đang gặp một cái đường kháng cự à, đây là một cái đường kháng cự ngắn hạn khá là mạnh ha nó được tạo ra bởi từ cái đỉnh của tháng 9 nè cái đỉnh của 8 tháng 12 nè và cái đỉnh của 2 tháng 1 nè nên là về đây bắt đầu gặp áp lực cung thì đồng đánh giá thì có thể là gặp cái vùng giá này á thì cổ phiếu nó phải cần thời gian tái tích lũy ngang lại hoặc là tái tích lũy thấp hơn một chút tức là đối với lại hoa sen thì chỉ có thể giảm tối đa vùng giá khoảng tầm là 22.4 đó anh chị ha không giảm quá cái vùng giá này là ổn đó, đây là cái quan điểm test cung ổn đó là điều kiện đầu tiên để mà chúng ta có nên quyết định là mua mới nhóm mid cap hoặc là mua gia tăng hay không điều kiện thứ hai là cái gì anh chị cái nhóm ngân hàng cái nhóm băng á nhóm băng á thì cũng tái tích lũy luôn anh chị ha bởi vì á, cái nhóm băng á, là cái nhóm khởi đầu cho một cái nhịp tăng lớn. Còn cái nhóm thép là cái khởi đầu cho một cái nhịp tăng của nhóm mít cáp. À, cho nên là cái yếu tố đầu tiên chúng ta phải đạt yếu tố thứ hai á, là nếu như trường hợp mà băng đi ví dụ đông nói về băng tất nhiên cũng có nhiều anh chị chúng ta không không đánh ngân hàng đúng không thì anh chị thấy là ngân hàng nó kéo hoài còn cái mặt cổ phiếu mình thì nó không tăng nhiều à, anh chị bảo là à, cũng mong như cổ phiếu ngân hàng nó giảm đi và nó giảm mạnh gần nào thì cổ phiếu mình tăng mạnh gần đó là cái này sai quan điểm anh chị ha thứ nhất cái nhóm ngành băng á, nó tăng được tới bây giờ thì chắc chắn là đã có một cái lượng dòng tiền biết bo người ta tham gia vào rồi nên đây là cái cơ sở để dòng tiền mới tham gia vào thị trường chung của chúng ta nên là cái nhóm ngành ngân hàng á, mình sẽ kỳ vọng là nó sẽ tái tích lũy nó phải đi ngang lên cái vùng giá này hoặc là nó rung lắc một chút nhưng nó đừng có thủng nó đừng có thủng cái vùng mà nó đang đi ngang hiện tại anh chị ha nếu trường hợp mà ngân hàng nó thủng cái vùng đi ngang hiện tại thì nó sẽ gặp khá nhiều cái áp lực cung và khi một cái nhóm ngành đầu đầu con sóng này dẫn dắt á, mà nó bị sụt áp một cái á, là chắc chắn là dòng tiền á, sẽ rút khỏi thị trường khá là mạnh thì lúc đó anh chị sẽ cảm nhận được là cái gì là mid cap có tăng được bao nhiêu thì cũng không thể nào đỡ nổi được nhóm ngành ngân hàng nó giảm đâu cho nên là quan điểm của đông á, là để mà chúng ta tự tin cho cái nhịp này á, là nó dài anh chị tức là nó vượt được cái vùng đỉnh 1170 tiến đến cái vùng giá là 1190 á, thì chúng ta phải thỏa được hai cái điều kiện này ha và để thỏa được hai điều kiện này đông đánh giá là trước mắt là ở cái phiên thứ năm á, là chúng ta sẽ xem coi cái nhóm ngành thép nó như thế nào nó ổn định lúc đó anh chị mua mới anh chị mua gia tăng đông đánh giá là khả năng chúng ta có tay cộng chúng ta sẽ có lời anh chị ha còn nếu như mà bây giờ ngày mai mà anh chị vội vàng anh chị tham gia anh chị mua nếu mà may mắn đi nếu mà may mắn phiên thứ năm mà nó ổn thì chúng ta quá ok chúng ta có thể là sẽ lời hơn so với là những người mua sâu khoảng tầm hai ba phần trăm nhưng mà đối với là những cái khoản lợi nhuận nhỏ đó trong cái giai đoạn nhiều rủi ro như hiện tại thì đông đánh giá là chúng ta nên chấp nhận là mua bảo hiểm coi như là tôi mua trễ để mua hai ba cũng được nhưng nếu mà nó xác định nó ổn định thì có thể là kỳ vọng nhịp này mà nó rác lên đó, thì, thì anh chị mua t cộng mà anh chị kiếm năm là nó quá ok rồi đúng không ạ à? cho nên là quan điểm của đông là như thế ha thì cũng có là mong anh chị có thể là à, quan trọng nhất trong giai đoạn này là chúng ta phải tỉnh anh chị thị trường mà bữa giờ chưa có một cái nhịp nào tăng với midcap cáp hết cho nên đông tin chắc là với phiên ngày hôm nay cỡ gì á cũng nhiều anh chị là bắt đầu chuẩn bị là phiên ngày mai là mua gì à để mà nhập hàng dần anh chị ha. Nhưng mà quan điểm cá nhân của Đông thì chúng ta nên chờ à, bởi vì là chúng ta đã cố gắng chờ lan tỏa dòng tiền chờ lương giữ dòng tiền rồi. Thì bây giờ anh chị chờ thêm một hai phiên nữa nó cũng không có quá muộn đâu và xác nhận rồi thì Đông nghĩ là cơ hội của chúng ta nó sẽ lớn ha. Rồi thì đó là tất cả những cái quan điểm của Đông chia sẻ cho anh chị trong video buổi tối ngày hôm nay còn về đánh giá chi tiết các mặt cổ phiếu như là nhóm chứng khoán như bất động sản à, thì đông đánh giá là phiên giao dịch ngày mai nó vẫn sẽ hưởng ứng tiếp tục theo yếu tố là lan tỏa dòng tiền từ các nhóm thép sang nhóm đầu tư công cũng giống như thế à, và lưu ý cho anh chị một cái này cuối cùng đó là những anh chị nào đang cầm nhóm chứng khoán nhóm bất động sản nhóm đầu tư công chúng ta đang có những cái vị thế cao tức là bây giờ anh chị đang lỗ anh chị đang lỗ khoảng tầm 23% trăm à, hoặc là anh chị đang hòa vốn đi thì ví dụ như ngày mai nó có kéo thì sẽ có anh chị chúng ta lời nhẹ 2% lời 3% hoặc là có anh chị chúng ta hòa vốn thì cái vị thế của chúng ta tham gia quanh cái vùng giá này nó rất là xấu anh chị ha cho nên cái lời khuyên của đâu mà cho anh chị là chúng ta nên hạ tỷ trọng 50% trước để mà chúng ta quản trị lại cái vị thế ví dụ như trường hợp chúng ta quản trị xong sau đó cái những yếu tố điều kiện này nó đẹp anh chị mua gia tăng lại cũng được à, để tránh cho cái trường hợp đó là cái gì là khi mà chúng ta đã có một cái vị thế nó không tốt mà anh chị càng cố anh chị nắm hoặc là anh chị gán là anh chị gán là anh chị mua mua gia tăng thêm thì trong quá trình anh chị mua gia tăng thêm đó, anh chị sẽ đẩy cái tỷ trọng cổ phiếu à, trên một cái tài khoản lên quá nhiều đó, thì lúc mà thiện chung gặp vấn đề đủ ro là anh chị sẽ khá là áp lực ha và đó cũng là tại sao đó. có những người là người ta cầm cổ phiếu 4 năm tháng người ta chẳng bao giờ thay còn có một số người người ta cầm cổ phiếu có khoảng tầm 3 4 ngày thôi người ta lại than là tại sao nó không tăng? Là bởi vì là anh chị mua nhiều quá, anh chị bị gặp áp lực trả lãi margin rồi anh chị thấy là cổ phiếu khác tăng thì anh chị không biết là mình phải cơ cấu như thế nào nói chung là mình dùng một cái lượng vốn quá lớn để mình cược vào một cái giai đoạn ngắn hạn của thị trường thì khá là khó ha đó là quan điểm cá nhân của đông anh chị nào đang có vị thế tốt của các cái nhóm mid cap với là anh chị đang lại khoảng tầm 10% phần trăm thì đông đánh giá là không có rủi ro thì anh chị có thể là cân nhắc chờ cái phiên test cung được còn đối với anh chị nào mà chúng ta đang có những cái vị thế à, mua vùng giá khá là cao hoặc là chỉ mới đang lãi có một phần thôi thì phiên ngày mai nó cho anh chị lãi thêm 2 ba phần trăm thì cân nhắc là anh chị nên hại trước 50 phần để mình lui về cái vị thế là mình chủ động để mình quan sát thị trường anh chị ha rồi cũng mong là anh chị có thể là nhớ hết tất cả những cái quan điểm mà đông chia sẻ trong video buổi tối ngày hôm nay và nếu như anh chị cảm thấy video hay cũng như là hữu ích thì cả nhà cũng có thể ủng hộ cho đông bằng cách là nhấp vào cái nút like ở phía bên dưới cái video này anh chị ha đây cái nút like nó ở đây anh chị ha đây cái nút like nằm ở đây ha còn anh chị nào mà chúng ta chưa đăng ký kênh à, thì có thể nhấp vào nút đăng ký kênh ở đây để mà Đông có thể gửi các thông báo để cho anh chị sớm nhất. Cuối cùng là Đông có một cái nhóm Zalo cộng đồng hỗ trợ và chia sẻ trực tiếp cái góc nhìn. Thì, thì, nhóm này hoạt động thì hầu như những anh chị nào ở trong cái nhóm 8 hay là nhóm 5 hay là nhóm 2 hay nhóm tăng trưởng ngày hôm nay thì Đông cũng cập nhật quan điểm rất là đều. À, đây nè, Đông cũng cập nhật quan điểm khá là đều ha để mà cho anh chị chúng ta có thể là nắm về thị trường chung của chúng ta đây cũng có cập nhật uh, chi tiết cho anh chị thì cũng rất là mong có thể gặp được anh chị ở trong nhóm sớm nhất để chúng ta có cơ hội hợp tác đầu tư trong giai đoạn sắp tới và đông xin phép là hẹn gặp anh chị vào các video sau